Chào Kỳ, cô bác anh chị đang xem kênh. Thì hiện tại Kỳ đang đứng dưới tiên, là ngay chỗ cái gia của tiên có thờ cái cung gọi là thờ cha, thờ mẹ và các vị mẫu linh tiên, bà. Linh bà. Dạ. Thì sẵn đây là Kỳ được nghe nói đó, thì Út Tiên là những cái vị thờ ở đây, linh bà hoặc là cha, những cái tượng Phật ở đây là do Út Tiên nằm mơ thấy được, và cũng cái sự hữu duyên được cái những cái vị gọi là Phật tử cũng nằm chung một giấc mơ như vậy, cùng một giấc mơ với Út Tiên. Thì sẵn đây Út Tiên sẽ nói về cái giấc mơ đó chút xíu để mình giới thiệu những cái linh bà và mẫu ở đây. Dạ mời Út Tiên. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên á, Út Tiên sẽ giới thiệu với mọi người ở trên hết là cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ. Dạ, đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế và Tây Cung Dương Mẫu. Thật ra thì cái đêm đó Út ngủ thấy giấc mơ đó, thì là gặp các định bà luôn. Thì các định bà mới hỏi bản thân Út á, thôi duyên bên mẹ sao không hầu mẹ. Dạ. Tại sao không hầu mẹ? Thì Út Tiên mới nói á, con bây giờ con đi tu thì làm sao mà con có tiền để con thỉnh các định bà để mà con thờ phượng các bà đâu. Dạ. Thì trong giấc mơ của con á, của Út á, thì Út mới thấy dí như vậy. Thì các bà mới nói với Út á là tùy duyên để bà xây chuyện. Thì cũng sửa soạn, thì lúc đó cất thắt ở Bến Tre đó, có cái am ở Bến Tre đó. Dạ. Thì chuẩn bị xong rồi cắt một cái cung mẫu rồi, thì tự động cái cô Phật tử đó mới lại, cô đó bán bánh tráng, bánh phòng, mà tự động cô thấy dí á, thấy dí là cũng các bà vậy nè, mà kêu á về phải gặp một ông thầy ở Bến Tre mà pháp danh Kính Tâm để gieo duyên đựng cho thờ. Dạ. Dạ, ngày xưa Út pháp danh là Kính Tâm. Dạ. Thì tự động biết xây chuyển sao đó, cổ đi về thẳng ngay chân cái am của Út, mà các bà còn nói nè, cái am đó hiện tại đang cắt và dạ, chưa hoàn thành, lại đó tìm là rập, thì cổ theo lời là cổ kể lại. Dạ. Dạ. Thì cổ mới kể như vậy, thì Út mới nghĩ, ủa sao giấc mơ này giống với trong giấc mơ của mình mà các bà kêu mình thờ, mà các bà nói á là tùy duyên vậy kêu mình thờ, mà sao kêu mình á thỉnh cốt bà nhưng Út nói Út không có tiền. Các bà mới nói là tùy duyên để bà xây chuyển y gan gì đó. Cũng mới kể lại là như vậy, là gặp các bà như vậy, thì nói các bà đẹp lắm, thấy các bà đẹp lắm, cho thấy hình ảnh của Út Tiên luôn, ngày xưa là người tu, thấy hình ảnh của Út Tiên luôn. À. Thì vừa lại đó thì cũng khóc, cũng mới nói trong giấc mơ con gặp thầy như vậy, thì mẹ con thấy các mẹ kêu con phải trợ duyên cho thầy, với cho thầy thờ phượng mẹ, thì bây giờ con sẽ dắt thầy đi thỉnh mẹ. Thì tự động trong ngày đó là đi thỉnh toàn bộ hết trơn cái cung này luôn. Yeah. Là tầm mấy chục triệu của cô á, toàn bộ hào quang hết luôn, tầm mấy chục triệu, nhưng mà còn thiếu tiền lại nữa. Thì cô mới nói á, bây giờ á, cho cô thiếu lại là ngày trước ngày sau cô xuống trả. Thì thiệt, nhà ngày trước ngày sau cô mới kêu Út á, thì giờ con với thầy á đi ra ngoài đó trả tiền cho người ta, đặng làm xong cái công đức châu viên mãn. Thì đến ngày hôm nay á, thì Út sẽ giới thiệu cho mọi người biết về cái tất cả mọi người Út đang thờ. Thì ở trên là dạ, Ngọc Hoàng, dưới bên đây là mẫu. Dạ, đây là Tây Cung Dương Mẫu. Dạ. Bên phải Tây Cung Dương Mẫu, bên trái là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn cấp bậc ở dưới này gọi là Tam Tòa Quốc Mẫu. À. Trong Tam Tòa Quốc Mẫu đó là có mẹ Chúa Xứ Nguyên Nhung. Ừ. Là gọi là bà Châu Đốc. À, dạ. Vậy là bà Chúa Xứ Châu Đốc là bên đây. Dạ, Châu Đốc. Dạ. Nằm về bên tay phải. Dạ. Còn ở đây là mẹ Diêu Trì Địa Mẫu. Dạ, mặc áo đen ha. Áo đen là Diêu Trì Địa Mẫu. Dạ. Còn ở đây là mẹ Thiên Hậu Thánh Mẫu, còn gọi là Thiên Hậu Thánh Cung. Dạ. Dạ. Áo hoàng ha. Có đội mão mão kiểu dạ. Dạ. Còn mẹ bên đây gọi là Linh Sơn Thánh Mẫu. Linh Sơn Thánh Mẫu, mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu này là mẹ cai quản vùng núi Bà Đen. À, bởi vì mẹ có cái đức gia là Linh Sơn Thánh Mẫu. Dạ đúng rồi. Dạ, thì mẹ mẫu là mặc áo xanh, Linh Sơn Thánh Mẫu. Dạ, đây là Linh Sơn Thánh Mẫu, còn đây là Thiên Hậu Thánh Mẫu, còn bên kia là Chúa Xứ Thánh Mẫu. Dạ. Gọi là Chúa Xứ Nguyên Nhung. Dạ. Còn cấp bậc dưới này á thì là Ngũ Hành Vạn Ban Năm Mẹ. Bà mặc áo đen này là Thổ Công Thánh Mẫu.
Còn bà mặc áo đỏ này là bà Quả Văn Thánh Mẫu. Dạ. Còn bà áo vàng gọi là Kim Hoa Thánh Mẫu, còn gọi là Kim 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 Nương Thánh Mẫu đó. Dạ. Còn bên đây là Mộc Linh Thánh Mẫu. Dạ. Còn bên đây là Mẹ Thủy Long Thánh Mẫu. À, vậy là năm mẹ ngũ hành đó ha. Dạ, gọi là năm mẹ ngũ hành dạng ba. Dạ. Chúng ta có ngày hôm nay bạc vàng hay là đồ ăn thức uống là nhờ các bà quá tạo, là mẹ sai các bà xuống trần gian này quá tạo cho chúng ta đó. Dạ. Nhưng mà cái công lớn nhất của mẹ chính là của mẹ duy trì mình, mẹ tạo quá sanh mình ra đó. Rồi năm bà này chúng ta là mẹ mới sai lệnh năm bà xuống đặng tái tạo cho chúng ta thức ăn y phục đồ. Dạ. Dạ, còn bên đây là Úc thờ mười phương chư Phật. Ừ. Bên đó có Quan Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ, Di Lặc Tôn Phật với Đức A Di Đà. Dạ. Còn ở đây còn dưới đây là Củ Quyền Trăm Họ. Dạ. Là hình này. Dạ. Củ Quyền này là ông ông cố với bà cố. À. Trên điện điện Bồ Hông á. Dạ. Thì hình này kỳ hồi nào thì kỳ cũng mới gặp được cái chân dung của ông cố bà cố. Cái này là tự trung tâm Úc làm luôn á. Úc làm ghép cho hai ông bà luôn, tự động thấy cảnh ông già với bà già vậy đó. Cố. Ừ. Thờ. Còn đây là Ngũ Hổ Thần Quang. À, Ngũ Hổ là bốn vị, là năm vị. Năm vị màu đỏ, màu đen, màu vàng. Dạ, là năm ông hổ này phò cho năm bà đó. Dạ. Rồi đây là cũng ông luôn. À. Dạ. Cũng hình ông hổ luôn ha, cũng bơ. Dạ. Năm ông. Ngũ Hổ Thần Quang năm ông. À, ông Bạch thì ngồi chính giữa ha, cô Tiên. Cô Tiên. Dạ. Dạ. Thì ở đây cái nơi thờ mẫu của cái cung của Úc Tiên ở đây thì Kỳ thấy á, là rất là trang nghiêm. Thì phía trước là có một cái để một cái bát hương lớn, thì có thắp hương là thắp, mình thắp là nhang gì ấy là mình phải thắp liền chứ mình không có. Dạ, thì lúc đi công việc thì thôi, còn lúc mà ở nhà thì nhang tàn thì thắp, tại vì mình hầu hương mà. Dạ. Tại vì một giờ một khắc á, là tàn hương là có một vị khác để chứng đàn vậy đó. À. Dạ. Còn bên đây á, thì Úc thờ bên ở trên cao á, là Đức Thầy. Dạ. Đức Quỳnh Giáo Chủ ha. Dạ. Còn ở cấp bậc dưới này á, là Úc thờ bên Hàng Thánh, gọi là ông Nguyễn Trung Trực và Đức Quang Công. Dạ, Đức Quang Công ha. Dạ. Là dạ, Lam Cổ Phật đó hả? À, dạ, Lam Cổ Phật là đại khái mình kêu Quang Thánh luôn đó. Dạ, Quang Thánh Đế Quân đó, đúng rồi. Dạ. Cái này nhưng mà ông cầm này là cầm cuốn sổ binh thư đồ chặn, ông lượt chặn, nó hiện tại đang lượt chặn. Dạ. Và còn dưới đây Úc thờ là Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Ngũ Lộ Thần Tài. Dạ. Tất cả này là mọi người gieo duyên không đó. Dạ. Dạ, từ tất cả mọi thứ này luôn. Nói chung là Úc Tiên không có gì hết. Có bản thân của Úc là đi chèo đò cho mẹ. Dạ. Còn này là của trăm họ như giấc mơ của Úc thấy đó. Thì à, người ta đem lại ta cúng dường mà thỉnh toàn đồ mớ. Ừ. Nói chung là các bà lúc thỉnh là các bà là mớ hoàn toàn, không phải là qua tay của ai để cho hết. Dạ. Là các bà là toàn bộ là thỉnh tượng mớ, cúng mớ. Thì Úc mới về an vị lại để làm vui cho bà. Thì ngày hôm nay được bà ngự nơi đây á, là cái sự hồng ân của mẹ. Dạ. Dạ. Thì dạ, nói chung á, thờ các linh bà, nghe các linh bà khó lắm. Không có phải mà ai muốn thờ các linh bà là thờ đâu. Yeah. Nhưng mà bản thân mình có nhận được cái sự mà muốn thờ các bà, mình có nhận được và cái sự khảo của các bà khảo đảo mình. Nếu mà thật sự. Và tiếp tục Út cũng xin nói, tất cả hàng linh căn linh tử, con mẹ con cha, dầu tuổi lớn hay nhỏ, bất cứ ai cũng vậy, thật sự có duyên bên các bà thì thờ các bà, nhưng mà có chịu được các bà khảo hay không. Yeah. Đó là một việc. Tại vì các bà khi mà thờ các bà giống như mình mang một sứ mạng, mình chấp nhận mang một cái sứ mạng của mình là để làm việc cho các bà. Thì bản thân của mình nếu mà mình cảm thấy các bà khảo mà mình vượt qua được thì mình thờ các bà là bình thường. Nói chung là thờ trong cái tâm mình là chuyện bình thường. Còn mà mình cảm thấy mà mình chịu khảo đảo nhồi nhà không được đó, là Út nghĩ mọi người chưa có duyên thờ mẹ. Yeah. Nhưng đến lúc một ngày nào đó mà thật sự mẹ xây chuyển cho mọi người á, là thờ được mẹ rồi á, là mọi việc sẽ được vững vàng. Như cách đây 3 năm về trước Út Tiên thờ mẹ, thì Út Tiên bản thân của Út á, thì Út bị khảo rất là nhiều, khảo chuyện này khảo đến chuyện kia. Nhưng mà từ khi cái duyên Út á, còn hồi nhỏ thì Út ở trong chùa á, Út đã quản cái cung mẹ rồi, thì mẹ khảo Út ít thôi.
ngày hôm nay Út mới được thờ phượng mẹ như vậy. Dạ. Nhưng mà mẹ không có cần nhận tiền bạc của các con của mình ở trần gian đâu. Mẹ chỉ nhận cái tâm hiếu thảo của mình. Chẳng hạn như nè, tới ngày lễ của mẹ, ngày 18, 28 hoặc mùng 8 thì trà rượu chầu cao, bông hoa trà quả là dâng lên các bà. Đó là cái sự hiếu thảo của mình rồi. Chứ mẹ cũng không có cần gì chúng ta mà cho mẹ giàu sang phú quý cơm ngon này đâu. Thật sự mẹ chỉ dụng tâm của con trần mình thôi, có biết tới mẹ tới cha hay không thôi. Còn các bà là đấng vô vi và quyền vi, mà các bà muốn gì mà không có. Dạ. Nhưng bà muốn khi bà đưa xuống con của bà xuống trần gian, con của bà lập công bồi đức, thử con của các bà coi thật sự có lập công bồi đức không, thì bà mới độ cho quay về tiên xưa cảnh cũ của mình. Thì ngày xưa bản thân của mình đến từ đâu, thì thật sự nếu mà ngày mẹ của mình chấm công cho mình, chấm điểm cho mình, phê cho mình, đặng cho mình trở về, thì ta gọi là phục quy lại chức của mình ngày xưa, là một vị tiên nữ hay bất kỳ các vị tiên nào, thượng tiên nào, vân vân và vân vân. Thật sự mỗi con người của chúng ta, ở trong người chúng ta lại có người nữa, đó chính là quốc hồn của chúng ta. Chúng ta đây chỉ là mượn một cái xác giả của trần gian thôi, mượn cái thân xác như vậy thôi, già trẻ gái trai đều là mượn xác thôi. Nhưng mà thật sự khi chúng ta trở về cung á, thì bổn lai của chúng ta sẽ quờn lại. Yeah. Hồi quy lại, trở lại cái bổn lai của mình. Ai biết rằng ngày xưa bản thân Quốc là một vị tiên nữ để hầu ở trên cung các bà, thì ngày hôm nay đáng lại xuống trần gian này á, tuy rằng á, Út Tiên á, không có được cận kề như là ngày xưa ở trên cung với mẹ đây. Đây là các cốt của các bà thì mình cũng tưởng đây là các bà. Tại vì á, lúc nào mẹ cũng hô thần nhập tượng hết. Mình tưởng mẹ, nguyện mẹ thì cái cốt này của mẹ sẽ tá điểm của các bà vào, thì mình được kế cận của mẹ thôi. Tại vì bản thân mình xuống trần gian này thật sự là cái bản thân mình rất còn là ô uế. Mình á, thì chẳng hạn mình chẳng những mình nhận được cái điển thiên của mẹ là như vậy, là cái quốc hồn du di của mình thôi. Nhưng thật sự ra bản thân của mình như vậy nè, thật ra không có ai nhập vào mình đâu. Dạ. Cái này là Út nói đang quan niệm bản thân của Út. Còn những lúc bản thân Út chèo thiền, đó là cái điển của mẹ chụp xuống cho Út một giây lát nào đó để làm nhiệm vụ chèo thiền để đưa con mẹ con cha thôi. Xong rồi cha mẹ rút cái điển của cha mẹ về, chứ không có nhập xác Út gì hết. Nên mọi người quan hệ cái vấn đề này nha. Còn cái vấn đề mà thờ phượng đây là cái duyên của mẹ cha tổ thầy để xây chuyển chút thờ ngày hôm nay. Còn những việc mà mọi người ở nơi khác mà phần xác đồ về đó vẫn có, đó là có thật. Đó là tại vì á, người ta phần của người ta muốn về á, xác thì người ta về. Còn bản thân của Út có mẹ thương Út, tại vì thân Út còn ốm yếu nên bản thân mẹ không có cho Út về xác, mà mẹ cho Út nhận được cái luồng điển linh quang của mẹ là để làm việc cho cha mẹ, chèo thuyền cho chăm họ thôi. Lúc thì Út nhớ, lúc thì Út không có nhớ đâu mọi người. Đó là cái chân điển. Còn mà nói tiếng mà giống như á, mà mình đặt ra mình hát thì làm sao mà mình đặt ra hát được đây. Yeah. Đúng không? Thì nói chung là như vậy. Đứng trước các bà thì Út Tiên cũng không có dám gì lời nào giả dối đâu. Đó là những gì mà Út Tiên đang cảm nhận và Út Tiên đang học hỏi và Út Tiên đã trải qua. Và ngày hôm nay Út Tiên sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người là linh căn linh tử con mẹ con trai như vậy đó. Dạ. Thì tiếp tục thì Út sẽ kể về ngũ hành. Tại các bà này thì Út đã thấy thì ngũ hành á, thì trong vòng 7 ngày 7 đêm á, thì bản thân của Út á, ngủ thấy năm bà như vậy. Đó vào ngày là từ 30 Tết năm Hợi. Xong xuôi hết Út ngủ thấy Út mặc đồ của bà quả này nè. Dạ. Là trong năm bà Út mặc cứ một bộ đồ đỏ, mão đỏ y gan như vậy luôn. Lúc mặc Út cứ ngồi trong hàng năm bà mà đi hầu năm bà hoài vậy đó. Thì thiệt ngày hôm nay tự động có một bộ đồ đỏ như vậy. Dạ. Mà hầu các bà như vậy 7 ngày 7 đêm các bà cháu thấy các bà như vậy đó. Và tiếp tục thì Út sẽ xin nói về một chút tâm linh. Chút tâm linh gì Út bị người ta làm bùa. Đây. Thì cách đây cũng không được một tháng, Út cũng mở cái tâm mình ra đi hầu bà. Đi hầu bà ở Bến Tre, thấy cái nhân duyên đi hầu bà ở Bến Tre thì người ta muốn làm bùa người ta bắt khiển Út. Yeah. Khiển Út để người ta phải kêu Út phải làm theo ý của người ta. À. Nhưng bản thân của Út từ xưa tới giờ không có ai khiển được Út hết. Chỉ là Út làm việc cho cha mẹ tổ thầy chuyển sao thì Út về làm như vậy thôi.
Thì bữa đó người ta cho Út hai trái sầu riêng, thì về trước cung mẹ thì để ngay đây nè, để ngay bên đây. Thì là vừa lấy sầu riêng ra gớt một cái lá bùa, gớt một cái lá bùa xếp nhỏ, giống như một cái giấy xếp xếp nhỏ lại lắm. Thì xong xuôi xếp nhỏ lại hết, thì Út mới thấy tự động Út quay lên trên bàn thờ là tự động nhang nó gớt về nè, nó cháy năm nơi về nè, 1, 2, 3, 4, 5 về nè. Vậy là trong câu chuyện của Út Tiên là có hiện thực là gớt nha, 5 cây nhang cháy ở đây. Đúng rồi, là tự động người ta đưa về bà, là bắt đầu là Út bị cháy này nè, cháy ở nhà trước rồi là bà thâu binh bớt rồi đó. Đây đây ha. Nè. Đây thấy không? Bởi vì Út Tiên để tới ngày hôm nay luôn, không có ấy luôn. Út không thay cái câu chuyện này xảy ra là bao lâu rồi Út Tiên? Cách đây 1 tháng thôi ạ. Vậy là câu chuyện mới rồi đây. Rồi về trà ở đây nè, Út cúng ở trong đây trà đây nè. Trà bình thường vàng vậy đó, mà về khi Út về là đỏ như máu vậy đó. Ngộ vậy. Dạ. Rồi rồi á thì cũng 1 năm về trước cũng họ cũng yếm bùa nữa, là họ yếm Út 10 cây đinh ở trong đây nè. 10 cây đinh sét ở trong đây luôn, trong chương hương này luôn. Bỏ đinh vô bát hương luôn. Đúng rồi, bỏ đinh vô đây yếm, tại vì họ yếm bùa lỗ ban á, yếm ở trong chương hương này nè. Là xong thôi hết Út ngủ thấy các bà kêu. Thấy các bà kêu tự động mẹ quá chân nhang. Tự động chân nhang phật lên cháy. Út thấy cháy xong xuôi rồi á, Út mới lấy tay Út hốt cái chân nhang ra thì Út cào ở dưới là lấy cái đúng 10 cây đinh. 10 cây đinh. Nói chung đi con đường này á mọi người ơi, mọi người đi con đường này cứ tin tưởng ở trên du di của cha mẹ tổ thầy thì mới che chở được. Còn như Út, riêng bản thân Út như vậy nè, thật sự mà không có các bà che chở thì Út chết từ lâu rồi đó. Thì nói chung là cái câu chuyện này của Út Tiên có chia sẻ nè, thì giống như là một câu chuyện đang đùa vậy đó. Mình người ta nghĩ là đùa nhưng thật sự đây là hiện nhưng mà thật sự là nó là câu chuyện thực tế nha các bạn. Thì chính Út Tiên ở đây thì không biết cái người nào hại, thì kỳ Út Tiên thì không có có nói. Út biết người hại nhưng cũng không nói. Thì nói chung là cái này là sự thật, là có 5 cây nhang đều gớt ở đây, là có 5 dấu chứ không phải là dựng cảnh thế này thế kia. Kỳ nghe câu chuyện bà Út Tiên nói mình bữa đây thì sẵn xuống đây để giống như sẽ mình sẽ thực tế cái chỗ là đầu tiên là đã có như vậy đó. Thì cái chuyện tâm linh thì mình không có biết được, với phần mà những cái bùa ngải dạ. Còn các bà nữa, lúc đầu các bà mà các bà không có hồng hào gì đâu. Khi mà trở về đây Út, hàng ngày hương khói đồng thỉnh các bà, thì ngày hôm nay tất cả các mặt của bà hồng hào lên hết. Đó là cái điểm của các bà. Cái điểm của các bà thì hiện tại cũng đang làm việc cho bên các bà nè, là bên ngũ hành. Út ban lộc, tất cả khi Út cũng muốn ban lộc á, là được lệnh của ngũ hành năm mẹ để đi ban lộc cho chăm họ. Nhưng ban lộc nhưng tùy theo tất cả mọi người có làm phước giúp đỡ người hay không mẹ mới ban nhiều nữa, chứ không có phải là cho một lần một như vậy. Nha. Thì nói chung các mẫu ở đây thì bà ở đây nhìn cái gương mặt rất là tươi, rất là đẹp luôn các bạn. Giống như cái tượng mẫu mà ở trên chỗ Bồ Đất Thiên như Tiên. Thấy mẹ rất là tươi luôn ha, tươi mà kiểu tươi gói luôn. Thấy mẹ cười không? Mẫu ở đây là mẹ đây nhìn cười nè. Vui. Cái này là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Còn này là chú, cái này là bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Thì cũng hồi sớm giờ thì Kỳ cũng đã giao duyên với cô Tiên, Út Tiên một thời cũng nói chung là khá làm phiền đi. Thì sẵn mình giao duyên thì Kỳ làm cái video này đó, sẵn đó thì nhờ Út Tiên mình nói về những cái mẫu với lệnh bà ở đây để Kỳ biết nhiều về tượng Phật, cái tượng nói chung là cho bà con biết thêm luôn. Chứ nhiều khi mình đi chùa đi núi nhiều nhưng mà mình không có hiểu được, chỉ nghe về bà vậy thôi nhưng mà không biết thờ là cái vị nào. Rất là nhiều, một số như Kỳ hồi đó giờ Kỳ cũng mới biết đây thôi, chứ tại mình xưa mình không có đi núi rồi. Mình đâu có gành, mình thấy tượng thì mình cứ ấy thôi, nhưng mà mình không có đủ duyên gặp người để hỏi thực tế hơn. Giờ cũng cảm ơn Út Tiên rất là nhiều vì đã chia sẻ một chút thông tin về cho Kỳ, về cho những cái khán giả xem kênh của Kỳ nè, hiểu thêm về những cái tượng Phật, tượng mẫu. Thì Kỳ cũng chúc Út Tiên được nhiều sức khỏe, thì an lạc trên con đường tu đạo của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.